Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa chữa khắc phục một chiếc quạt nó bị nứt vỡ khung nhôm này, sửa chữa thành một chiếc quạt mới bền cực kỳ xịn sò các bạn nhé. Chiếc quạt này nó bị nứt vỡ khung nhôm, không biết vì sao họ đánh rơi hay thế nào mà các bạn thấy này, nó nứt gãy này. Đấy, nứt gãy như thế này thường họ vứt đi nhé. Đây, bộ tung năng cơ nó cũng bó buộc này, không biết không ai sửa hay làm sao mà nó hỏng mức độ như thế này. Chiếc quạt quan trọng nhất là cái cuộn dây các bạn nhỉ. Cuộn dây có tốt thì chiếc quạt mới tốt các bạn nhé. Chiếc quạt này mình kiểm tra là cuộn dây đang còn tốt, cuộn dây của quạt Senco, cuộn dây đồng còn tốt thì mình sẽ tận dụng cuộn dây này thành một chiếc quạt mới các bạn nhé. Chúng ta chỉ việc tháo ra, chúng ta đưa vào một cái bộ hộp nhôm khác thôi, khung nhôm mà bọc lấy cái vỏ ngoài của cái Stator này là nó hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. B3, B4, B2 này đa số nó hoàn toàn giống nhau, ít khác nhau lắm. Đây, khi chúng ta tháo khung nhôm này ra các bạn này, khung nhôm nó bị nứt nhá, nứt này, chúng ta không dùng được nữa. Đấy, nó sửa thế nào mà chắp vá lên tinh nứt thì chúng ta có thể thay một cái khung nhôm khác có kích cỡ của B khác nhá. Đấy, nó chỉ khác nhau mạch từ thôi, còn khung nhôm nó đều bằng nhau nhá. Chúng ta thay khung nhôm bị vỡ ấy bằng một khung nhôm, đấy, khung nhôm khác. Khung nhôm này nó có cuộn dây, có mạch từ nó bằng bằng nhôm nhá, cuộn dây bằng nhôm. Nhưng mà cái mạch từ nó nhỏ hơn này các bạn này, mạch từ bằng nhôm này, nó đã cháy này. Đấy. Nó bé hơn cái mạch từ này. Độ của nó là độ của nó dày của nó là bé hơn, nhưng kích cỡ của nó bằng nhau này các bạn này. Kích cỡ bằng nhau nên là khung nhôm nó bằng nhau các bạn nhé. Nên khi chúng ta thay khung nhôm đằng ngoài thì nó giống nhau hết. Đấy. Khi chúng ta thay từ cái mạch từ này cũ sang cái khung nhôm mới, chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải lấy cái rotor cũ nhá. Rotor nó phải nằm vừa khít trên Stator này. Đấy. Và nó lọt lòng trong Stator thì nó mới tác động với chuẩn nhá. Thì cái quạt này là cái khi mình tháo ra cái trục nó hơi bị mòn rồi, chúng ta thay trục luôn nhá. Còn chúng ta bên đây là bạc chúng ta không cần thay vì quạt như quạt mới. Cuộn dây nó bằng nhôm nó hỏng thôi, nhưng mà khung nhôm nó còn tốt các bạn nhé. Nó khác nhau các bạn như này. Khác nhau mạch từ bu lông bên đây là nó ngắn hơn này. Mạch từ bé hơn thì bu lông ngắn hơn nhé. Bên đây là mạch từ nó lớn hơn thì bu lông nó sẽ dài hơn. Đấy. Các bạn thấy này. Đó. Chúng ta chỉ thay con bu lông sang bu lông này nó vứt đi nhá. Nhưng độ rộng của kích cỡ của bu lông là độ lớn bằng nhau nhưng độ dài nó ngắn hơn thôi. Đấy. Vì mạch từ nó ngắn hơn nên bu lông ngắn hơn. Chúng ta thay cái bu lông bằng mạch từ loại dài này và chú ý là cái rotor nó là không thay đổi nhá. Nếu có rotor bằng nhau thì thay, mà không có thì chúng ta phải lấy rotor cũ này. Trục nó mòn chúng ta thay trục khác nhé. Thay trục chỉ có 10.000 thôi các bạn ạ. Thay rẹt là xong các bạn nhé. Các bạn chú ý thế thôi. Đấy. Quạt như quạt mới thì chúng ta tận dụng cái bạc của nó mới. Đấy, chúng ta không cần phải thay. Các bạn thấy trục nó còn mới chưa? Mới tinh này. Đấy, mới tinh nhá. Nhưng rồi nó cháy thôi. Vì chúng ta không tận dụng được cái trục cái rotor này vì rotor bên này nó bé hơn rotor này. Đấy, độ hẹp nó hẹp hơn. Nên là chúng ta thay vào quạt sẽ chạy yếu. Chúng ta chỉ lấy cái vỏ ngoài thôi. Rồi, giờ chúng ta thay cái trục mới thôi. Thay trục mới thì đơn giản các bạn, thay thì trong vòng một nốt nhạc là xong rồi, không có gì khó. Rồi, chúng ta đóng cái trục mới vào, đánh sạch cho rotor, rồi thay cái bộ nhôm vào đây xong nhé các bạn nhé. Mấy video mình hướng dẫn cho các bạn là chúng ta chỉ chỉnh đằng sau thôi, đằng sau được rồi chúng ta, đằng trước chúng ta chỉ bổ sung thêm ít lông đen là được thôi. Mở cái cũ của nó ra, của cái bên này này. Nhôm bên này thì đang còn nguyên cái bộ tung năng cơ tốt nhé, và rồi cái bạc nó còn tốt, trục còn tốt, chỉ mỗi cháy cuộn dây thôi các bạn, dây bằng dây nhôm. Đấy, giờ chúng ta tận dụng cái này rồi. Rồi các bạn thấy bên này nó cũng khô, chúng ta tra dầu mỡ vào.
cho dầu xe máy, bỏ vô cái bình đi cha. Dầu xe máy loại tốt, loại mới các bạn nhé. Cái cọt này nó không tra dầu cho mà nó khô thế. Chịu khó cho nó thấm thôi các bạn ạ. Rồi, sau khi chúng ta thay cái trục mới, giữ cái rô to này, thay trục mới cho nó mới nhé. Rồi chúng ta chỉ thay cái bộ hộp nhôm của cái loại quạt khác nhé, có mạch từ khác nhau, giống B3, B4, B5 là cái hộp nhôm đều giống nhau đó. Mình chứng minh cho bạn đấy. Đây, đây các mạch cái rotor đó của cái quạt này, quạt mới tinh này bằng cuộn dây nhôm nó hỏng nhá. Đấy, nó khác với cái quạt mình mới vừa hỏng đó. cái hộp nhôm của cái quạt mạch từ lớn hơn này các bạn chưa, nên là rotor lớn hơn. Chúng ta phải lấy vô tô nó phù hợp với cái cũ của nó, không được lấy vô tô mới. Vô tô mới là nó sẽ bé hơn, là quạt sẽ chạy nóng hơn các bạn nhé. Nó vô chạy cũng được nhưng mà nó không, vô tô nó vừa về khít vô lòng stator này, nó độ hở nó ít đấy, và nó khít luôn thì nó chạy tốt. Rồi mình lắp vào, các bạn nhớ chú ý lắp này. Chúng ta lắp, chúng ta mở cái nắp đằng sau ra, chúng ta kiểm tra cái quạt này này. Rồi trước khi mở cái này nó khỏi búng, ta phải ấn cái chốt xuống để nó khỏi búng cái con bi ở trong túc năng cơ các bạn ạ. Đấy, để chúng ta rút ra này, bi nó sẽ dính trong đây này, nó không bay ra nhé. Rồi các bạn lắp cái mình mới thay này, rút vào này. Đấy các bạn thấy chưa, lắp bên này. Cái này nó không được sát vô cái thành nhựa, sát vô đây nó vặn sẽ vít, nó sẽ bị dính các bạn nhé. Đấy, thì nó hơi sát thì chúng ta đóng thêm một tí nữa. Đấy, các bạn có thể kê xuống đất hoặc các bạn cầm thì các bạn đóng cũng được nhé. Đấy. Đấy, đóng một ít thôi. Rồi, có độ hở tí là được rồi. Đấy. Đấy, độ hở một tí là khi chúng ta bắt ốc nó khỏi dính một cái trục nhá. Còn cái trục nó sát cái thành này nó dễ bị dính trục. Đấy, bạn nó bị cứng ngắc. Rồi, xong chúng ta đưa cái cuộn dây vô thôi, cuộn dây stator này. Cuộn dây các bạn nhớ là cuộn dây cũ, cái đầu dây của nó nằm phía trước thì chúng ta phải trôi phía trước nhá. Nếu mà đang nằm phía trước mà chúng ta xoay đằng sau lại là quạt sẽ quay ngược nhá. Đấy, chúng ta nó cũ chúng ta tháo nằm phía trước là chúng ta phải cho nằm phía trước. Đấy, chúng ta ướm vào chẳng có vừa không nhé. Xong lắp cái nắp trên có vừa không, có vừa mạch từ không. Đấy, vừa khít các bạn nhé. Đấy, nó khít nhé. Nó cái lỗ nó khít không khác gì hết. Đấy, còn cái nắp ngoài chúng ta chỉ đút vào thôi. Chú ý các bạn khi mà chúng ta lắp này, kèn lông đen này vào trong mà chúng ta thấy nó bị hụt thì chúng ta phải thêm lông đen vào đằng trong này nhá. Cái ni hơi bị hụt này, cái rotor này nó hơi bị thụt vào trong này, các bạn thấy chưa, nên chúng ta phải cho lông đen thêm vào, rút ra thêm lông đen nhé các bạn nhé. Đó, kèm thêm lông đen vào đây, thêm một cái đen nữa các bạn ạ, vì nó hụt hơi nhiều. Rồi với thêm một cái trắng nằm ngoài chịu lực. Chú ý là chỉnh đằng sau là phải được chuẩn, như đằng trước nó sẽ tự động chuẩn cho các bạn nhé. Ở trục tôi cứ chèn đằng sau chuẩn là được. Rồi, đút vào. Rồi, chúng ta đút cái mạch từ vào, kiểm tra. Rồi, kiểm tra xem nó vừa khít các bạn nhé. Đấy, khi chúng ta lắp vào này, chú ý này, cái rô to nó phải nằm gọn trên stator này, cái mạch từ của nó đây, cái mạch từ đi này, cái mạch từ sọc này nó phải nằm gọn trên đây này. Đấy, nằm trong lòng đấy nhá. Đấy, nó không hở ra, nó hở chỉ hai cái đầu nhôm bên ngoài thôi. Đấy, các bạn chú ý này, rất là chuẩn nhá. Khi đằng sau chuẩn rồi thì đằng trước là chúng ta sẽ chỉnh sau. Đấy, chúng ta sẽ bỏ vô lông đen với cái thứ vô rồi chúng ta ướm vô. Nếu mà giả sử mà
nó hơi lỏng tí thì chúng ta lại cho thêm lông đen vô, mà lắp vô chật thì chúng ta lại bớt ra. Đấy. Không bớt đằng sau chuẩn rồi thôi. Mình cũng làm nhiều video như thế này rồi, nhưng mà không biết các bạn có để ý không, là cách chèn lông đen thế nào cho quay chuẩn nhất. Mình nó thiết kế cuộn dây đằng trước nên chúng ta phải đưa cuộn dây đằng trước. Rồi, các bạn thấy khớp chưa? Đấy, rất là khớp nhé. Mình chứng minh cho bạn là quạt mạch từ B3, B4, B5 như chúng ta cái vòng hộp nhôm ngoài đều giống nhau nhé. Chỉ khác là khác độ dày mạch từ thôi. Chúng ta lắp vô. Rồi, khi lắp vô mà thấy xoay đây này, là chuẩn này. Nếu các bạn thấy là độ dọc trục nhiều, chúng ta chèn thêm lông đen nhé. Còn mà dọc ít thì chúng ta thôi, nó có độ dừa dọc một tí là vừa, chúng ta vặn khít vô là vừa các bạn nhé. Các bạn nhớ là vặn phải đối xứng. Con này đối xứng con kia mà vặn hơi nặng tay chúng ta dừng lại, vặn cho đối xứng. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi xong tiếp với con đối xứng bên kia. Thì nó với không bị lệch trục nhá, nó không bị bó trục. Không bị sát cốt. Rồi, kiểm tra lại lần cuối. Có ngôn các bạn nhá. Đấy, độ dọc nó một ít thôi, dọc trục nó một ít thôi các bạn nhé. Phải nhớ là khi chúng ta vặn cứng chắc bốn ốc mà trục xoay được là tốt nhé. Nếu còn khi mà lỏng mà trục xoay được là tốt, mà vặn chắc lại trục được bớt cứng là không được nhé. Cái quạt nó bị hít trục là do cái ni lỏng này, chúng ta vặn không chắc là nó bị hít nhé. Rồi, rồi xong chúng ta lắp vô, chúng ta thử thôi. Thử coi quạt có chạy ngôn không thôi. Chắc chắn là ngôn các bạn ạ. Rồi các bạn coi nha. Tốc độ một có quay có tốt không nhé. Sau khi chúng ta thay cái hộp nhôm khác xem có bị kẹt không. Rồi găm vào ngon lành chưa? Đấy, cực kỳ hay nhá. Thế vàng là số 2 này, cái cuộn dây tốt nó quay được cái nào cũng quay các bạn nhé. Rồi số 2 này các bạn thấy chưa, rất là êm nhá. Rồi số 3 là tốc độ mạnh nhất. Rồi ba dây trắng các bạn ạ. Rồi mình găm vào nha. Chạy ngon không? Đấy, cực kỳ hay các bạn nhé. Mình thử xem có chạm vúa không. Rồi thử là các bạn thử ngửa con tay này, nó có điện thì nó giật, nó bị cong lại tay đây nhá. Nếu khi không giật là nó ngon này. Các bạn có thể cầm lên này. Đấy, êm không? Đấy, tung năng cơ vẫn hoạt động này. Đấy, cực kỳ hay nhá. Rồi mình rút ra. Rồi vấn đề này cũng rất nhiều người hỏi mình, khi mà chúng ta thay một cái khung nhôm của B3 thay cho B4 được không? Được. B3, B4, B5 thì khung nhôm đều giống nhau hết nhá. Nó chỉ khác cái độ dày của mạch từ thôi. Độ dày của mạch từ dày hơn hoặc là mỏng hơn thôi. Nhưng khi chúng ta nhớ thay là chúng ta phải thay cái mạch từ đi với roto của nó, nên roto nó phải nằm lọt trong chiếc roto, và cái độ dày của roto này nó phải vừa khít với độ dày của mạch từ thì quạt mới chạy êm và mạnh khỏe. Rồi qua video này nếu các bạn thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.